Công nhân thì cũng có tìm hiểu và cũng có uh, nhận được những cái thông tin và chia sẻ cũng uh, của uh, rất là nhiều những nghiên cứu cũng như là thực tế chúng ta thăm khám bệnh ở nhiều những cái bệnh viện về nam khoa hiếm muộn chẳng hạn đúng không ạ uh, thì uh, số lượng tinh trùng của nam giới hiện nay đang giảm uh, một cách báo động ạ uh, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Bách uh, thực tế chuyện này là như thế nào và số lượng tinh trùng thì ảnh hưởng như thế nào đến việc thụ thai ạ uh, cái vấn đề thụ thai như chúng ta nói đấy, là nó còn liên quan đến cả vợ cả chồng đấy nhưng mà cái đối với người đàn ông và đối với nam giới đấy thì cái số lượng và chất lượng tinh trùng đóng một cái vai trò rất quan trọng đấy, trong cái việc và cái khả năng mang thai của cái cặp vợ chồng đấy à, về mặt sinh lý bình thường á đấy, thì uh, mỗi một lần quan hệ tình dục người đàn ông à, à, có số tinh khoảng từ 3 đến 5ml thế rồi là mỗi một ml tinh trùng á thì tối thiểu á, nó phải có từ 15 triệu tinh trùng trở lên đấy, đấy là người ta nói là đấy là mức tối thiểu nhất đấy thế và một lần xuất tinh á chung nó phải đạt được từ 60 triệu tinh trùng trở lên đấy. ngoài ra là cái độ pH của tinh trùng á nó phải nằm ở trong cái ngưỡng giới hạn bình thường đâu đó khoảng từ 7.2 đến 7.4 thế rồi là là, là 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 là, đến là chất lượng thế còn về mặt chất lượng tinh trùng á Ê, thì chúng ta thấy là cũng cần phải có một cái sự đảm bảo nhất định. Đấy. Ví dụ như là trong cái tổng số cái số lượng tinh trùng như chúng ta vừa nói đấy thì đâu đó phải khoảng từ 70% trở lên là là cái số lượng tinh trùng sống. Trong cái số lượng tinh trùng sống đấy thì có ít nhất khoảng từ 50% trở lên Vậy. là di chuyển được, tức là nó bơi chúng ta nói nôm na di chuyển nên là nó có thể bơi tiến về phía trước được. Đấy. Và trong 50% đấy thì phải có ít nhất là 25% là tiến tới nhanh, tức là bơi nhanh. Đấy và khoảng từ 4% trở lên là tinh trùng là hoàn toàn bình thường. Thế đấy là về mặt cái chất lượng tinh trùng và những cái tế bào bạch cầu và những các cái tế bào khác ấy là nó phải dưới 1 triệu trên 1 ml. Đấy. Thì đấy là những các cái chỉ số trung bình cái chỉ số sinh lý bình thường đấy, của cái tinh trùng của một người đàn ông bình thường. còn khi mà cái tinh trùng nó đã giảm cả về mặt số lượng và mặt chất lượng á, đấy, thì chúng ta thấy nó đều ảnh hưởng tới cái cái khả năng thụ thai. nếu như mà trong một ml tinh trùng của người đàn ông mà dưới 15 triệu tinh trùng, thì những cái tinh trùng như thế người ta gọi là tinh trùng loãng đây đấy gọi là là cái tình trạng tinh trùng loãng hoặc là nó còn phụ thuộc vào cái độ pH, thế rồi là độ ly giải sau khi mà tinh trùng đã đã được xuất ra. À, tuy nhiên á thì cái số lượng và à, và chất lượng tinh trùng, cái số lượng tinh trùng đấy thì nó cũng chỉ là một yếu tố thôi đấy, yếu tố quan trọng. Thế còn à, chúng ta cũng không thể căn cứ đơn thuần vào cái số lượng. Đấy, tinh trùng mà thậm chí cũng không thể căn cứ đơn thuần vào cái chất lượng tinh trùng của người đàn ông để đánh giá rằng là người này có bị vô sinh hiếm muộn hay không mà nó cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề khác à, còn vấn đề mà công nghĩa vừa đặt ra đấy là vì sau trong cái giai đoạn hiện nay á, đấy thì hình như là cái chất lượng và số lượng tinh trùng của người đàn ông nó có một cái xu hướng là nó bị giảm xuống tức là nó không tốt được bằng trước Đấy. Thì cái này nó cũng có rất là nhiều các lý do. Đấy. Và cái lý do đầu tiên mà chúng ta thấy đấy, tức là gì? Tức là các cái trẻ em bây giờ đấy, tức là các cháu nó nó tham gia vào các cái hoạt động tình dục quá sớm và quá nhiều. Được. Đấy cũng là một nguyên nhân. Ở trước đây các cụ nói là gái thập tam nam thập lục. À, các cháu gái thì 13 tuổi thì bắt đầu mới đến tuổi dậy thì, tức là mới có kinh lần đầu. Thế còn con trai á, các cháu trai là phải 16 tuổi thì các cháu mới bắt đầu mộng tinh và có thể là là là, là xuất tinh lần đầu. Đấy. Nhưng bây giờ thì thì cái tuổi nó sớm hơn. Các cháu khá nhiều cái chín mươi tuổi là các cháu đã có thể là 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 là, là dậy thì rồi, là có thể thấy kinh. Thì các cái cháu trai 11 12 13 tuổi là các cháu đã có các cái mộng tinh thế rồi xuất tinh lần đầu, tức là các cháu đã, đã có cái khả năng và cái ham muốn tình dục. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện sống của các cháu nó tốt hơn, cái thể chất nó phát triển tốt hơn. Thì trong cái sự phát triển chung về thể chất ấy thì nó có cái khả năng và cái nhu cầu quan hệ tình dục thế và kết hợp cái thứ ba nữa tức là cái điều kiện công nghệ thông tin đấy thế rồi là những các cái truyền tai của các cái bạn với nhau đấy để các cháu tìm hiểu trên mạng ấy thế rồi cháu nào cũng có những cái điện thoại thông minh các hình ảnh xét vân vân và những các cái vấn đề liên quan đến xét nó rất là nhiều và rất là sẵn sàng chính vì vậy mà các cháu nó tham gia cái quan hệ tình dục từ rất là sớm và thường ấy nó đã thủ dâm Đấy. mà thủ dâm các cháu thì 11, 12, 13 tuổi các cháu thủ dâm. Các cháu thủ dâm nhưng mà một ngày, một lần, hai lần vân vân trong cả một thời gian dài. Trong lúc mà cái cái cơ quan bộ phận sinh sản của các cháu đặc biệt là tinh hoàn nó chưa phát triển cho nên nó làm cho cái suy chức năng tinh hoàn rất là, là 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 nghiêm trọng và nó ảnh hưởng ngay đến số lượng và cái chất lượng tinh trùng. Thế rồi cái thứ hai nữa tức là cái viêm nhiễm đường sinh sản. Đấy. Do là các cháu nó quan hệ tình dục từ sớm này. Thế rồi là các cái biện pháp tình dục an toàn đấy nó cũng không có đầy đủ các cái, cái kiến thức thậm chí một số cháu còn 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 mang thai ngoài ý muốn nạo phá thai cũng tương đối là nhiều nữa thì đấy là những cái nguyên nhân mà có thể gây đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường sinh sản từ cái viêm nhiễm đường sinh sản đấy nó gây dính gây tắc hệ thống đường sinh sản như ống dẫn trứng vòi trứng vân vân đấy, đấy, cũng là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái vô sinh nhiễm muộn sau này mà tỷ lệ nó tăng lên à, thế rồi là đối với người đàn ông á, thì còn có cái tình trạng tức là lối sống của mình đấy uống rượu bia thế rồi là những cái chất kích thích quá nhiều, thức khuya nhiều, áp lực công việc hàng ngày nó căng thẳng. Đấy, thì tất cả những cái thứ đó đấy nó đều ảnh hưởng tới cái 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 chất cái sức khỏe nói chung thế rồi là cái rối loạn nội tiết tố và trong đó là các cái số lượng và chất lượng tinh trùng. Chưa kể một số các cái công việc nó còn trong cái môi trường độc hại nữa. Thế thì đấy là những cái nguyên nhân mà dẫn tới vì sao là cái cái tình trạng là cái số lượng chất lượng tinh trùng của người đàn ông á nó có xu hướng là nó nó giảm hơn, hay hoặc là cái xu hướng nó sẽ trẻ hơn nên nó không 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 như là là trước đây. Vâng ạ.